Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc Oris mới. Và chiếc này là nó thuộc dòng Atelier Date. Đây là chỉ là cái hộp trong thôi, còn hộp ngoài thì mình cũng đã mở hộp khá nhiều lần rồi. Nếu như anh em cần hình ảnh chi tiết hộp ngoài cứ contact ICS thì ICS sẽ mở cho anh em. Và chiếc này thì nó sẽ là một chiếc thuộc dòng Atelier Date, cho nên nó sẽ có cái thân đặc trưng dòng Atelier. Và chúng ta sẽ có một cái lịch ngày đó. Và đây chính là chiếc Oris mà mình muốn giới thiệu đến anh em. Với các sản phẩm Oris thì được đánh giá là ở cái phân khúc cao hơn FC một chút, cho nên các sản phẩm của Oris thì nó thường khoảng rơi vào khoảng tầm 20 triệu. Và chiếc này cũng vậy, nó có cái giá mức giá gần 20 triệu. Và em nó sẽ có mã là Oris 01733-7670-4351 và thuộc dòng Atelier Date, có thân bằng thép không gỉ, kính sapphire phủ chống lóa và chúng ta sẽ có độ chống nước là 53. Và như các bạn có thể thấy ở đây, mình có chiếc Atelier Date ở trên tay. Thì với chiếc Atelier Date này thì các bạn sẽ có một cái đồng hồ với size mặt là 40mm. Và chúng ta sẽ có cái mặt rất là đẹp với cái vân hoa từ tâm ra rất là đẹp, vân lượn sóng. Các bạn có thể thấy nó lượn sóng, nó giúp nó tạo những cái, khi mà các bạn nhìn nhiều góc thì nó sẽ tạo ra những cái mặt dial nó khác nhau, rất là tuyệt vời. Trước đây mình đã trên tay chiếc này nhưng mà nó là phiên bản dây thép, còn với phiên bản dây da thì anh em đeo sẽ nhẹ nhàng hơn và công sở hơn rất là nhiều. Chiếc này sẽ có cái niềng benzen của chúng ta thì được mạ vàng theo công nghệ PVD và rất là bền màu. Bộ kim cọc của chúng ta ở phía trong thì cũng được mạ màu vàng này để phù hợp với cả màu đó. Và màu này là màu yellow gold các bạn nhé, không phải là màu rose gold, cho nên nó sẽ giúp cái đồng hồ của chúng ta nổi bật hơn rất là nhiều. Mặt dial của em nó được chia thành hai phần với cái phần lòng trong và nó được phân tách bởi một cái vòng chỉnh phút, như các bạn có thể thấy là 05 này đến 60 ở đây. Đó chính là cái vòng của chúng ta. Ở góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có cái ô lịch ngày, và lịch này thường gọi là lịch lộc và nó là hiện đang chỉ số 12. Và ở dưới chúng ta sẽ có dòng chữ Swiss Made. Với cái ô lịch này thì các bạn sẽ thấy là cọc số của chúng ta sẽ vẫn đẹp và chúng ta không phải lược bỏ cái cọc số 6 này. Điều như vậy sẽ giúp cho cái đồng hồ nó cân đối hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có đó là 12 cọc số. 12 cọc số này được làm bằng thép không gỉ và được làm nổi lên cùng với sau đó là mạ vàng, giúp cho cái phản bắt sáng nó rất là tốt. Các bạn sẽ thấy là bộ kim và cọc số của chúng ta bắt sáng rất là tuyệt vời khi mà mình quay như vậy. Đó, các bạn sẽ thấy bắt sáng rất là tốt, chỉ cần ánh sáng lọt vào thôi là cũng đã thấy rồi. Logo Oris Automatic ở góc 12 giờ, và ở góc 12 giờ này thì cọc số của chúng ta cũng là cọc số đôi, nó không giống như cọc số đơn ở các vị trí khác. Đó. Về tổng thể mặt dial của chiếc Oris này thì mình đánh giá là rất là đẹp và nó phù hợp với anh em tầm trung niên, anh em văn phòng đeo chiếc này rất là tuyệt vời. Và đi kèm với em nó là một bộ dây da màu nâu scola đậm và một cái khóa rất là đẹp, khóa dấu dây. Mình rất thích cái khóa ở trên những chiếc Oris vì khóa của nó rất là chắc chắn và được làm đẹp vừa phải. Đó, khi mà các bạn đeo thì các bạn sẽ giấu dây như vậy, rất là tuyệt vời. Và bộ dây da này thì sẽ có mặt trong thì được làm bằng da bò và mặt trong của chúng ta sẽ màu nâu. Các bạn có thể thấy bộ dây da này được làm mỏng tối đa để phù hợp vào cái khóa này và nó giúp cho cái khóa này của chúng ta nó không bị quá chắc. Đó. Bộ dây da này khá giống ở trên cái dòng mà Skeleton của Oris. Đó. Và phía sau thì các bạn sẽ có cái bộ máy của Oris. Các bạn thấy ở đây đầy đủ thông tin và đặc biệt nhất là cái búa đỏ. Với Oris thì không thể nào thiếu được cái búa đỏ này. Chúng ta sẽ có những thông tin như là chống nước 53 này, thân thép không gỉ này, kính sapphire này và Oris Sweet 7670, tức là mã dòng của dòng này. Các bạn sẽ thấy là phần đáy sau cũng được làm rất là đẹp với mấy cái lòng liền. Lòng phía ngoài chúng ta là sẽ là cái lòng chứa 8 2 4 6 8 8 con ốc. 8 con vít này sẽ giúp chúng ta cố định cái phần đáy này với cả cái phần thân. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái phần vòng tròn được đánh bóng, và trên vòng tròn này thì Oris đã đưa hết những cái thông tin vào phần vòng tròn này. Và phía trong cùng của chúng ta đó là cái phần kính giúp chúng ta theo dõi cái bộ máy. Hiện tại thì bộ máy này nó chưa chạy và các bạn sẽ thấy là cái balance wheel nó đang ngừng. Tuy nhiên nếu như mà mình chỉ cần mình lên có tay và mình lắc một cái thì bộ máy đã chạy rồi. Đó, các bạn sẽ thấy là kim dây nó đã chạy và khi chúng ta lật sang phía sau thì cái balance wheel của chúng ta chạy luôn. Ở phía dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay đó là máy này, chiếc này sử dụng máy Oris 733 với 26 chân kính. Và theo như thông tin tìm hiểu thì bộ máy này được làm base trên SW200 và các bạn sẽ có những cái thông số như 26 chân kính, 38-40 giờ tích cót và 28.800 tần số dao động. Đó, đó là những thông tin cơ bản của chiếc này. Cùng với đó độ chống nước 53 thì nó là chuẩn Redswatch như vậy rồi, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng không phải lo. Phần bên thân của chúng ta thì sẽ có phần thân trái của chúng ta được làm hoàn toàn là
đánh bóng và nó được làm rất là đẹp, với cái phần thân và phần lắc này được làm ôm cong theo cổ tay của các bạn, cho nên chiếc này sẽ rất là dễ đeo. Ở phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm, và núm này có logo Oris ở phía trên. Với logo Oris này thì phần viền của chúng ta thì đã được làm các cái vạch này để chúng ta có ma sát khi mà chúng ta quay, rất là đẹp. Và mình thực sự là thích cái cảm giác mà vặn có tay trên một chiếc Oris, bởi vì cái núm này của Oris làm rất là tốt, nó rất là mượt và nhẹ. Đó, các cái này nó làm với cái tiết điểm nó rất là gần nhau, nó không làm to như các hãng khác, cho nên là khi tay các bạn tiếp xúc vào thì nó các bạn sẽ thấy là cái nó rất là mượt và đẹp. Đó. Chiếc Oris này thì khi mà trên tay thì các bạn sẽ thấy là nó rất là dễ dàng, với anh em tay từ 16.5 trở lên là đeo chiếc này sẽ rất là đẹp. Tay 16 thì đeo vẫn cố được, không sao. Tuy nhiên là nếu đẹp nhất thì các bạn nên 16.5 đến 17 cm thì đeo chiếc này sẽ là đẹp. Và đây là một chiếc hoàn toàn rất là phù hợp với anh em với nhu cầu hàng ngày, dress watch đi làm công sở. Đó, và nó rất là lịch sự với cái niềng vàng này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS.